làm cái gì vậy? Tao đang kéo máu lên não. Ủa? Sao kéo máu lên não? Tao bị gì? Bị lẫn. Đó, bị lẫn là thiếu máu não. Bị gì tao phải kéo máu lên cho nó minh mẫn, biết không? Vì kéo vậy là sai rồi. Nè, vì kéo từ tới trên đây vì lên đúng không? Vì gặp trước ngày giờ, vì buông ra, máu nó tụt xuống hết rồi. Trời ơi, vì phải sao con? Nè, bây giờ vì phải làm cho con nè. Đó, kéo lên. Đó, vì kéo lên tới trên đây. Kéo trước ngày giờ từ, từ từ, từ nè. Tới nách, thức máu lên trên não. Trời ơi, trời. Bởi vậy bữa giờ tập hoài mà ngu hoài. Bây giờ là kéo lên là luồn lách rồi tới nách sách lên não. Đó, đúng rồi. Trời ơi, vậy cảm ơn con. Ôi, về gì làm gì vậy? Dì đang hờn. Hờn ai? Hờn bạn diễn, hờn giám khảo chính thức và hờn luôn giám khảo khách mời. Dì ghen quá. Còn về gì làm gì đây? Dì đang lả lời bên hoa viên viện Vượng Bảo. Vậy gì vậy? Không không, viện dưỡng lão. Heo mi. Trời ơi dì ơi, mình già rồi, ít điệu đi, bất tai nạn. Mà dì cũng vậy nữa. Cái khu của mình toàn là nữ, không mà có nam đâu cho dì lả lơi. Trời ơi, thiệt gì luôn á. Thôi giờ bỏ lại nhạc nhắn xin cho tôi. Nhắn xin đi, khoan đã. Tắt nhạc con, tắt nhạc. Con, kẹo kéo. Trời, cảm ơn con nha. Mở nhạc cho dì đi vô. Lát nữa dì ra dì mua vũ con. Chắc tôi hỏi, ở đây có phải là viện dưỡng lão, nơi dành cho những người phụ nữ già nua, ốm yếu, bị bỏ rơi, đúng không? Đúng. Ai đây? Tôi là một người rất hiểu và cảm thông cho các chị. Bởi vì sao? Tôi cũng bị bỏ rơi. Ê, mấy bà, người mới vô bay. Chào mừng bạn đến viện với viện dưỡng lão của chúng tôi. Bạn hãy ngồi xuống đây và uống một ngụm nước tỉ muội và theo chúng tôi đi tham quan viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão tỉ muội với diện tích hơn 1.000 mét vuông, rộng ghê lắm. Họ là tại số 1K Ngô Văn Sở, với sự hội tụ giữa khí trời đất và nước. Chúng tôi được tài trợ và quản lý bởi ba mạnh thường quân, ba tài Xá Hương và Nghĩa 17. Viện dưỡng lão của chúng tôi có những dịch vụ chăm sóc ân cần chu đáo. Chúng tôi còn trang bị một dàn lò thiêu 5 sao cao cấp với 12 lò hỏa tán có thể hoạt động liên tục 24/24. Ngoài ra chúng tôi còn có những dịch vụ khuyến mãi hậu mai táng, ví dụ như bình bông, nải chuối, BD, búa đèn, hóc muống, kèn tay và hát điêu. Này em về đâu, về thế giới xa nào, cho đời yêu hâu. Gì vậy? Viện dưỡng lão. Biết sao không? Cái viện dưỡng lão của tôi là liên danh hợp tác xã với cái nhà mai táng. Bởi vì mỗi lần có người mới vô là tụi tôi giới thiệu nè, tụi tôi tiếp thị nè, để ăn cái hoa hồng. Quảng cáo tôi chi vậy? Tôi đâu có ý định vô đây đâu. Ủa chứ bà tới đây vậy? Kỳ vậy? Vậy chứ nãy giờ không nhận ra tôi hả? Không. Tôi nè. Tôi. Trời ơi, mấy bà ơi. Nhận trời ra. Ơi, trời. Nhận cái ra. Mặt nè. Nhớ mày mày mà cãi ra nè, tên gì vậy? Bà hết nè, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bia hay xin hết. Nhớ chưa? Dạ chưa nhớ. Tôi không ngờ, thiệt tình tôi không ngờ là các bà đến tận giờ này rồi mà cũng không thể nào nhớ được tôi. Già cả hết trơn rồi, xuống sắc xuống phong độ kém chứ nhớ hết trơn rồi. Trong khi nè, tôi lúc nào cũng nhớ. Ba năm quả, khi xưa là múa lửa làm xiếc, đúng không? Trời đất ơi, khi xưa thôi chứ bây giờ trời đất ơi, xương cốt rượu đạo hết trơn rồi, múa cái nỗi gì? Bà, bạch tá lựu, năm xưa có giọng hát cao chót vót, cất lên là vỗ tay, đúng không? Nói vậy thôi chứ bây giờ nói đâu có nổi đâu, đúng không? Tư Văn! Tư
Măng đúng không? Tư Măng trời ơi, Tư Măng ơi trời đất ơi, tôi nói bà nghe nè, mình già cả, mình lớn tuổi rồi, bớt ăn bớt uống lại để thôi mở nó trào lên cái cung họng là nín thở khỏi nói luôn ha. Nha, nhớ nha bà. Trời ơi, chưa bao giờ mà tôi thấy cái gánh khát tạp kỹ ngày xưa bây giờ nó tàn đến như vậy. Nên cái gì? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, coi mấy gì hiển hiện nè. Nè, banh con mắt ra nè. Lên luôn chị em. Lên luôn. Tiếp vô, trả ngọc lại cho em. Ta không trả, làm gì ta. Tiếp vô. Dạo ơi, vì sao ngấu đánh tâm. Tình yêu ban đầu em đã cho. Yêu ai tiếp đây trời ngọc quý. Không yêu nữa thôi sao ngỡ đành gieo khổ đau. Tiếp vô. Bởi vậy tôi biết tính mấy bà là phải khích thì mấy bà mới chịu làm. Mà cũng nhờ như vậy tôi mới biết được là thuốc năm xưa tôi bán cho mấy bà vô cùng công hiệu. Bà hốt tiếp thị. Nhận ra rồi, nhận ra em rồi. Trời ơi mừng quá, nãy giờ khô nước miếng luôn đó chị. Chị nhận ra em rồi, cảm ơn chị nha, yêu quá. Nhận cái gì mà nhận hả? Ngày xưa cùng cái nết này nè, tí tao tí tưởng chạy vô, hai tụi tôi đang ngồi quá trang. Chị mua giùm em đi chị. Tụi tôi thương tình mua cho cả lô cả lốc. Về coi lại, thuốc không rõ nguồn gốc, tụi tôi tấn nó vô hốc hết rồi. Em nhớ rõ ràng, khi xưa lúc mà em đi vô trong cái thùng hóa trang, em nhìn ở trong cái thùng rác, em thấy nè, vỏ chai thuốc nè, cái vỏ thuốc của em nè, vương vãi tùm lum. Vậy mà giờ mấy chị nói mấy chị không uống, mấy chị không uống, thì ai uống? Tụi tôi không uống. Tôi uống. Trời, biến chứng khủng khiếp. Ngày xưa đó, tôi thấy hai bà trẻ đẹp nhất đoàn. Bởi vì tôi đợi hai bà đi ngủ á, tôi lợi phòng quá trang á, tôi uống len. Trời ơi, mày dòng cái thứ uống len đó, thuốc nước tôi uống cái nửa chai, thuốc viên tôi nóc một cái nguyên bụng. Trời ơi, bây giờ tôi ra nông nổi này là tại vì bà một máu tụt. Bà đó nha, bà bán những cái sản phẩm mà không chất lượng đó, bà thấy hậu quả của bà chưa? Rồi hôm nay bà trở vô cái viện dưỡng lão này để làm gì? Mấy bà chỉ biết trách tôi thôi. Có bao giờ mà mấy bà nghĩ cho hoàn cảnh của tôi không? Ngày xưa ở trong cái gánh tạp kỹ này nè, ai cũng có công việc ổn định, trong khi tôi chỉ là một con bán dê. Tao đâu có ý định diễn bi đâu, mày thả nhặt bi vô chi vậy? Trời đất ơi, mày tắt nhạc như vậy mày lỡ mày để nhạc tao cạp nhạc tao diễn luôn. Lương ba cộng ba đồng, làm sao đủ tiền nuôi mấy đứa em tôi ăn học. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Mặc dù mấy đứa em của tôi đứa nào cũng ăn học thành tài, nhưng mà không ai chấp nhận được việc làm của tôi hết. Mà tôi cũng có mặt mũi nào đến gặp tụi nó để ăn nhờ ở đậu. Cho nên ngày hôm nay tôi tới đây, tôi gặp mấy bà trước á, là để xin lỗi mấy bà. Còn sau nữa là xin mấy bà cho tôi tá túc ở đây, để sống với mấy bà những ngày tháng còn lại. Sẵn đó tôi chuộc lại lỗi lầm luôn, nha mấy bà. Thì bà muốn ở đây đúng không? Muốn ở đây á, thì bà phải hứa với tụi tôi là bà không có làm cái nghề thất đức này nữa, không có bán ba cái sản phẩm không có nguồn gốc nữa. Tôi hứa với bà là tôi không bao giờ tự ý bán những cái sản phẩm này nữa, ai hỏi order thì tôi mới bán thôi. Trời ơi! Kỹ thuật biểu diễn cá nhân của các bạn có Trâm á, là người vẫn là giữ sườn của sân khấu. Chị vẫn muốn Trâm đào tạo như thế nào cho các bạn bảo vệ á, bạn có một cái cột sống đường dây tâm lý ổn định. Cái bạn bảo vệ làm cho tôi cảm thấy cái cột tâm lý của bạn đó không có ổn định. Tôi thì cũng đồng ý với Việt Hương đó, là cái cô bảo vệ đó hơi mất bình tĩnh tí. Lần tới làm cho nó bình tĩnh lại thì nó sẽ hoàn toàn hơn. Hôm nào cũng rất dễ thương, em có cái dáng giống như là cô Kim Ngọc. Nói chung thì
anh rất là thích cái phần trình diễn của nhóm tỷ muội các em, anh rất là thích. Trong một vở diễn bao giờ cũng sẽ phải có những cái người lùi lại để cho những người khác được tỏa sáng. Ví dụ như trong cái vở này thì em lùi lại cho các chị, nhưng mà biết đâu cái vở sau đó thì các chị lại làm một cái gì đó để tôn vinh em lên thì sao. Còn với các bạn còn lại thì anh cảm thấy một cái sự rất đồng đều, đặc biệt là Đại Ngọc Trâm. Trâm sẽ là một cái người trụ cho những cái bạn xung quanh tung hứng tỏa sáng. Cảm ơn phần nhận xét của ba giám khảo chúng ta. Và bây giờ chúng tôi sẽ đợi chờ phần cho điểm của các giám khảo. Xin mời giám khảo Việt Hương. 9 điểm. Nghệ sĩ Chí Tài 9 điểm rưỡi. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Điểm số của khán giả tại làng hài đêm nay dành cho đội tỷ muội các bạn là 9,3 điểm. Xin được chúc mừng đội tỷ muội. Tiếp theo chúng tôi mời quý bà con cô bác chúng ta cùng gặp lại đội đồng dao, cùng đến với một ấp nhỏ nơi có câu chuyện gia đình của ông Di bà sản, có cả một nhà tài trợ và một cô văn thể mỹ suốt ngày bắt họ tập văn nghệ. Hãy xem ngày hôm nay câu chuyện của họ như thế nào trong chủ đề tiếp thị siêu đẳng. Hãy chào đón đội đồng dao. Sản phẩm siêu đẹp lắm bác sản. Chính xác. Má ơi, mặt của con nám xà mỡ rồi nè. Dạ nám xà mỡ. Dạ. Chuyện nhỏ, đã có sản phẩm siêu đẹp mới. Sử dụng ngày 3 lần, 1 lần 3 tiếng, 1 tiếng 3 hũ. Trong vòng 7 ngày, kết quả hơn cả mong đợi. Sản phẩm siêu đẹp mới, giá cực rẻ, xài cực chất. Hãy đánh mạnh tay, mụn xung dày đầy mỡ. Ý lộn. Hãy đánh mạnh tay, kem tràn đầy trên mặt. Sản phẩm má siêu ơi. Đẹp, không siêu đẹp, cứ kiếm Việt Hương. Má ơi, mình ăn cắp hả? Cái quảng cáo của người ta, người ta kiện mình chết đó má. Đúng rồi đó bác. Bậy, ăn cắp hồi nào, má chỉ dựa theo ý tưởng thôi con. Má sao kỳ vậy? Cái chuyện tao làm tao biết tụi bay cái xía vô phá đám rồi vậy. Giờ ý mày sao? Dạ. Mày muốn lấy thằng Đông Dương hay lấy thằng Lê Khâm? Con chịu lấy thằng lùng tài trợ đó không? Con mày. Mày có chịu lấy thằng lùng tài trợ đó không? Không, không lấy Lê Khâm tài trợ đó đâu. Được. Vậy thì hai đứa bay sẽ lấy nhau. Với điều kiện tụi con phải nghe theo lời của má. Sao má? Tập chương trình cho thiệt là kỹ, quảng bá diễn sản phẩm cho thiệt là hay. Dạ. Bán hàng cho thiệt là giỏi. Dạ. Xong đợt hàng này đi, má cho tụi bay làm đám cưới. Thậm chí mày muốn lấy tao, tao cũng chịu nữa. Hả? Ăn thua mày gan không? Sản phẩm siêu đẹp, thoa đâu cũng đẹp. Trời ơi, anh đi cái gì mà đến giờ này mới về vậy hả? Anh đi uống cà phê. Cà phê với ai? Anh đi chung không? Không tin đâu. Không lập cho riêng miệng thì cầm tăng lại bên này. Đi cùng lại bên này đúng tên đường lại. Anh xin lãnh bọn tiên miệng thì cầm tăng lại bên này. Bên xe rút ta lùa gây sắp là ngày xài suốt lại. Châu Mỹ, châu Âu. Tụi con hát tiếng châu Á rồi ai hiểu. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Bà coi lại ba cái sản phẩm của bà nghe chưa. Sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, bà quảng cáo tha lên mặt nó trắng mặt. Mà nó không trắng mặt, nó nổi ghẻ đầy mặt hết. Người ta tới mắng vốn, người ta trả hàng là bà ôm cái đống hàng, bà sạc nghiệp luôn á. Tôi nói cho mấy người biết nha. Hôm nay đây, tại chỗ này, chỉ vài giây nữa thôi, sẽ xảy ra một sự việc kinh thiên động địa. Lúc đó, ông có quỳ lại gian xin cũng đừng hòng tôi gả con gái cho thằng trai của ông. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Sao mà nhận người nước ngoài đúng giờ thiệt. Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Leonardo da Vinci nè măng. Chào anh măng. Còn đây xin tự giới thiệu cô Maria Ortega Pietmartia.
Bà đã gom đủ hàng chưa? Theo như giao dịch trên mạng. Dạ đủ rồi, để đây một ghe ở dưới. Người ta gọi người kia nghe rõ không? Người kia đứng kế bên nghe rất rõ. Đã gom đủ rồi. Nổi lửa lên. Nổi rồi. Đốt đi. Đốt rồi. Cháy chưa? Cháy rồi. Đốt. Cảm ơn. Má ơi, má ơi, cháy hết rồi, hàng cháy hết rồi. Nó mua rồi, nó muốn xài, muốn đốt, kệ nó. Có tiền vào trên ông mà. Xí 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 xí. Nó trả tiền bà chưa? Còn cảm bảo kệ. Nó chưa trả tiền bà sao đốt hàng của bà? Mệt quá đi. Bây giờ nó đang bận chỉ huy đốt cái ghe sản phẩm ở dưới. Rảnh đâu mà trả tiền. Đốt xong lên đây trả. Trời. Yên tâm, tôi tính luôn tiền cái ghe bị cháy rồi. Im không, ông lại đi. Mấy cái người nghèo không có được quyền nói. Để mấy người giàu ta nói. Bà Câm. Cái gì vậy? Tại sao lại cãi nhau? Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ? 60 năm, 20 năm đầu sống không có gì vui vẻ. Quen. Muốn biết tôi là ai? Tôi là hãy xem đi. Nữa hả? Này, này. Trời ơi, hai tập trước mày tài trợ chương trình không vừa ý, mày nhảy ra mày phá đám được. Còn chương trình này tao làm bầu show mày giấu, mày phá đám là sao? Trời ơi, trong chuyện này nha, tôi giúp chứ không phải tôi phá bà đâu. Trời đất ơi, hàng của tôi nó gom đốt hết mà nó nói nó giúp là sao? Bà nhìn kỹ lại đi. Mấy tháng nay vùng đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra một vấn nạn lừa gạt. Đúng. Buôn hàng gian, bán hàng giả, quảng cáo lao. Vậy hiện giờ công an đang truy lùng tên cầm đầu tội phạm buôn hàng giả mà bà đang bán đó. Nếu như mà tôi không thiêu hết cái số hàng của bà mua đó, bà lãnh nguyên cái bọc đó đó. Trời ơi, tội không đem dục gì kỳ cục vậy. Trời ơi, mấy đứa khùng không. Giờ mới có hết tháng 7 mà tặng lịch chúc mừng năm mới gì sớm vậy. Nói bà bốc lịch đó. Rồi đây bà sổ tù một không. Nói vậy là cái chuyện đó là thiệt hả? Đúng vậy. Ông nội ơi, giấc mơ làm giàu của tôi sụp đổ. Xem ở tù. Trời ơi. Trời ơi, lửa, dập lửa đi, lửa đâu? Lửa bốc cao trên núi cánh diều, ông quân thêm một lần mất tích. Trời ơi, bão táp và phong ba, một dương dân Nga có chống đỡ nổi sơn hà. Bắt đầu từ chỗ Lê Khâm ra, sự kiện xảy ra. À, có cái anh ảo thuật hỗ trợ thì nó gắn kết có cái coi hơn. Lúc đầu bị rơi rạc, mọi lần thì chặt lắm. Nhưng nói chung là các bạn vẫn vẫn giữ phong độ. Quá, anh thích nhất là cái màn mà thay đồ. Không biết là... Anh đừng có thay, anh mà thay là ngang ngửa Khâm đó. Không, anh tài thay có kịp đâu, dướng cái vòng hài. Nhưng mà anh tiếc cái là cái lúc mà em giả cái người Ngoại quốc á, phải nói rõ rõ ra một tí. Tại mấy cái miếng cười nó nằm ngay chỗ đó mà em nói không rõ là... Khâm với Loan á, là tại vì cái đại từ của tụi em tốt lắm mà tự nhiên giả người nước ngoài giả câu thôi. Câu sao là phải xà cái liền, tại vì các em giả lâu quá, tiếc. Nhóm mình là nhóm đồng dao và có cái màu sắc cải lương thì phải chi mình đưa thêm được nhiều vào cái tiết mục của mình á, nhiều bài bản hơn nữa. Nó sẽ là một cái màu nó hoàn toàn khác so với những cái đội ở trong cái bảng B này. Với cái tiết mục này thì Nghĩa coi cũng thấy vừa đủ vui. Và chúng tôi thì mong chờ số điểm từ giám khảo ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9 điểm cho đồng nhau. Nghệ sĩ Chí Tài 9 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời 100 vị khán giả trong làng hài chúng ta đêm nay quyết định dành tặng cho đội đồng dao số điểm là 9,6 điểm. Xin chúc mừng đồng dao. Còn bây giờ sẽ là phần dự thi của đại gia đình, sự kết hợp của rất nhiều thành viên tạo thành một thể thống nhất. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường.
trân trọng chào đón bà con đã có mặt tại đám gả của con gái tôi. Không để bà con chờ lâu, xin mời cô dâu chú rể tiến lên phía trước để cùng ra mắt bà con. Tiến lên đi, tiến lên đi, tiến lên. Giờ là đây đó nè. Lên đi. Đó. À, kính thưa quý vị, đây là cặp đôi đẹp nhất. Hả? À, gì kỳ vậy? Trời sao chú rể lùng dữ vậy? Chú rể lùng xích vậy? Ờ sao trời ơi, ơi, bà ơi, bà ơi, ơi, chú rể cao 1m9 á. Trời ơi, xấu quá à. Cái gì? Cái 1m9 là nhờ cái này đó hả? Trời ơi, bây giờ làm mai mà nó cũng quảng cáo lao nữa là sao? Không cưới hỏi gì hết. Đó, vậy là tụi tôi không có cưới được nhau. Em ế luôn từ đó. Thôi được rồi. Cái chuyện sơ lơ sơ lắc à mà nhắc hoài á. Trời ơi, bởi vậy bây giờ bình tĩnh nè. Cao Xanh ơi, có phải lùng là một cái tôi? Lùng không phải là một cái tội, nhưng tội cho những người lùng. Muốn đi nhanh phải đi bằng tâm huyết, muốn đi xa phải đi cùng nhau, mãi mãi đường tàu, mãi mãi vùng dinh. Dạ, con chào bác. Bác đang thiếu chiều cao đúng không? Chính là lý do chúng con đến đây để giúp bác cao lên. Mày điên hả mày? Trời Phật ơi, người ta cao là cái lúc người ta dậy thì người ta mới lớn. Tao bây giờ mày thấy tao cao cái đường nào? Khoa học đã chứng minh con người sẽ cao lên qua 4 thời kỳ với chu kỳ 15 năm. Bây giờ bác bao nhiêu tuổi? 59. Xin chúc mừng bác, vậy là bác sẽ còn cao được ở một lần dậy thì cuối cùng vào năm 60 tuổi. Yeah! Rồi bây giờ uống cái gì để cao nói liền? Thuốc ngủ. Ây da, đi hả mày? Mày tính mày lường gạt hả mày? Khoa học chứng minh khi ngủ con người ta sẽ dài ra, cho nên bác muốn cao là bác phải ngủ. Khoa học chứng minh vậy hả con? Dạ. Ây da, sao bác đánh con vậy? Tao thiết. Trời ơi, bác ơi, con nói thiệt, bây giờ bác muốn cao là bác phải ngủ bác ơi. Vậy tao cần ngủ bao lâu để tao cao? Bác có 3 sự lựa chọn. Nếu như bác muốn cao bình, bác phải ngủ 2 tháng. Nếu như bác chọn gói cao trung, bác cần phải ngủ 2 năm. Và nếu như bác chọn gói cao tuyệt đối thì bác cần phải ngủ 20 năm. 2 ngày. Ờ, hú hồn. Hết hồn. Rồi bây giờ thôi, cho bác cái gói cao tuyệt đối đi nhiều. 190 cây vàng. Tôi sẽ lo cho ông chơi. Wow, mạnh dữ. Dạ, yeah, tôi cũng chơi. Chơi cái gì? Thì ông đã giãn chiều dài rồi, tôi phải nở chiều ngang chứ. Con, bây giờ á, con có cái gói nào mà cho bác nở tuyệt đối không? Chuyện nhỏ. Từ ngàn xưa, ông bà tôi đã gắn bó với nền nông nghiệp lúa nước. Trong lúc làm lúa, mằng cỏ đã phát hiện ra nhiều cái cây thái đem về nhà. Trong lúc rảnh rỗi, không biết làm gì, chặt ra từng khúc và đem phơi khô. Sau khi phơi, đã khô, liền xúm xụm nhau lại đem đi bỏ. Trong lúc đem đi suy nghĩ lại, thấy tiếc quá nên đem trở về nhà, chắc phải cục đá. Rơi vào ấm trà, cầm ấm trà lên uống, tự nhiên thấy khỏe ghê. Trời ơi, mở cái quán ra chưa buôn bán gì hết, toàn mấy cái dông vô quảng cáo sản phẩm không hà. Bác ơi, con đâu phải cô hồn cắt đảng đâu bác, tụi con làm ăn lương thiện mà bác. Dạ, với nhu cầu của bác đây, tụi con cũng có 3 gói sản phẩm. Gói thứ nhất là nở nụ, gói thứ hai là nở búp, và gói thứ ba là nở tè le. Ê, nói nghe nè. Dạ. Nghe nói không chưa thấy gì hết trơn. Mắt thấy, tai nghe, xin mời bác thưởng lãm hàng mẫu. Dạ bác ơi, mẫu thứ nhất là con nè bác. Dạ, nở nụ, nở cũng như là không có nở. Dạ, và mẫu thứ hai, nở búp. Trời giữ lần bằng nha. Dạ, gói thứ ba, nở tè le. Con có giới thiệu lộn thuốc không? Bác muốn thuốc là nở chiều ngang mà sao cái này giống thuốc tai biến quá vậy? Trời ơi, bác ơi, tại vì con chưa có quen, nó nở nhanh quá. Dạ. Tập vật lý trị liệu vài bữa là quen à. Dạ, đúng rồi đó bác. Mời bác thưởng lãm. Wow. Bác yên tâm đi bác, vì sản phẩm của con là nhân sâm 100 năm.
nhân sâm 1.000 năm và nhân sâm 1 triệu năm. Bảo lẹ đi mấy đứa. Con ơi, cái cây nhân sâm này nó bự như vậy rồi sao mà sắc thuốc uống được? Bác ơi, quý như vậy làm sao phải sắc? Muốn bự chỗ nào hửi chỗ đó. Dạ, muốn khỏe chỗ nào hửi chỗ đó. Hay quá. Con dạ. Con nói nghe nè. Bây dạ. giờ á bắt đầu đầu thì sao? Hửi đầu. Bắt đầu dai. Hửi nách. Nách nhân sâm thơm. Ờ dạ. Nó nghe nè, tao bị táo bón tao hửi đâu? Bón chỗ nào mình hửi chỗ đó. À, hửi bụng. Hết hồn. Công nhận nha. Bên con là sản phẩm quá hay. Dạ. Bên này sản phẩm cũng quá hay. Bây giờ dạ. bác suy nghĩ bác mua bên nào trước bây giờ ta? Bác ơi, con nói bác nghe nè, mình nên quay lại với những sản phẩm thiên nhiên đi bác, vì quá chất quá học không có tốt cho sức khỏe. Nước sông không phạm nước giếng, đừng có gì bán được hàng mà dìm hàng của tôi nha. Bây giờ muốn cái gì? Khai chân. Rồi về nhà ăn cơm đi mấy đứa. Dạ. Đó ở nhà kìa. Dạ dạ. Đẩy về ăn cơm. Cảm ơn. Dạ dạ. Dọn dẹp đi. Em làm gì vậy? Khoanh vùng bị lộ. Trời ơi, em khoanh giùm chị chữ S luôn đi. Chị vậy? Chị lộ nguyên nước Việt Nam rồi. Chết nhà rồi. Như vậy là phải xuất ngoại rồi. Ờ. Chị có bách ba chưa? Chiều nay chị đi chụp hình thẻ. Em thấy chị để tóc dài hay tóc ngắn đẹp nè. Tóc dài đi cho mặt lương tiền. Ờ, hay là chị dắt một người được không? Chị vậy? Chợ sợ người ta nhận ra chị đó. Trời ơi, bữa qua cửa khẩu chị không chấm là người ta không cho chị qua đó. Ờ, sao chị ngon quá em nhỉ? Cái gì nữa? Thì không hiểu là lý do tại sao. Có thể là do các bạn tập chưa có kỹ hay là tìm mảng miếng gì nó chưa có đắt, chưa có tạo ra tiếng cười nhiều lắm. Tôi hoàn toàn đối ngược với anh. Các bạn là những người rất tập trung, kịch bản tập rất là nhiều, nhưng mà cơ bản của kỹ thuật biểu diễn các bạn chưa đủ, cho nên chưa có hay. Nhưng cảm ơn các bạn đã quá nhiệt tâm để đem cho tôi một cái tiểu phẩm này. Tại sao hai cái bạn vai chính kia chưa thuyết phục được chúng tôi là các bạn vẫn còn quá đẹp? Cái ông kia, trời ơi, tôi muốn cao nữa. Phải thấy được cái sự khao khát đó. Thì khi đó chúng tôi mới tin rằng hai người này là muốn có được điều đó, thì hai cái nhóm này vào nó mới hợp lý. Xin cảm ơn cả ba giám khảo của chúng ta. Nhưng mà rõ ràng mình thấy là các bạn có một cái sự nhiệt huyết rất lớn. Rồi bây giờ chúng ta vỗ tay cho nghệ sĩ Việt Hương. Số điểm của chị là 8.5. Nghệ sĩ Chí Tài 9 điểm. Yên tâm, anh Đại Nghĩa coi vậy chứ hiền hậu dễ dãi lắm. Số điểm sẽ được giữ lại đến cuối cùng. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Số điểm của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội chúng ta ngày hôm nay là 9.1 điểm. Xin được chúc mừng đội bạn. Dẫn với chủ đề của đêm nay, tiếp thị siêu đẳng, chúng ta hãy cùng chào đón đội chơi tiếp theo, đội Dĩ Dõm. Khôn hồn thì bỏ cô ấy lại. Anh đi đây. Cuối cùng thì em cũng thuộc về anh. Không. Phật làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông sông đường xa. Không thể nào yếu đuối như vậy được. Phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nước tăng lực bà sa mập.
đã công thì thắng, không biết thắng thì không. Anh ca, anh ca. Anh thấy sao? Quá tốt, quá tốt, tụi em làm quá tốt quá đúng không anh? Tạo của em đó anh, nhớ thưởng em nha. Tụi em diễn dở tuyệt vời. Không chấp nhận được. Tao đang chê mày đó, mày cười cái gì? Trời đất ơi, sáng tạo cái gì vậy? Kịch bản đưa mấy em sao? Mấy em tập cái gì mà cuối cùng hai đứa con trai lấy nhau? Mà tao ghi thằng này phải lấy chỗ này chứ. Thì cái câu slogan là biến công thành thẳng, đã thẳng thì không bao giờ công. Dạ thưa ba, câu slogan đúng của người ta là biến công thành thẳng, là tiến thẳng đến thành công. Mấy ba đổi giới tính, đổi slogan, đổi hết luôn. Khó khăn lắm rồi, bàn ghế máy tính người ta thanh lý hết trơn hết trọi, không còn cái gì hết. Bây giờ anh hẹn khách hàng nè, rồi trước đây tụi em tập tành vậy rồi người ta có chịu ký hay không? Tụi em có suy nghĩ điều đó không? Dạ tụi em có cũng... ai không? Khách hàng tới, khách hàng tới. Sao vậy? Mấy đứa. Dạ dạ dạ. Mấy đứa à, đây là cơ hội cuối cùng tụi mình. Chúng ta là một đội đúng không? Đúng đúng. Cố lên. Yeah. Không chấp nhận được. Chào anh. Sao? Dạ. Cái sản phẩm của bà Sáu Mập tôi đưa cho anh, anh đã có thời gian chuẩn bị chưa? Và anh có thể cho tôi coi được chưa? Dạ. Nếu như mà công ty anh làm tốt, tôi sẽ ký hợp đồng với công ty anh. Dạ anh yên tâm. Dạ ekip đây là một ekip cực kỳ chuyên nghiệp và đẳng cấp anh à. Dạ những cái gì mà anh dặn của em đã làm xong xuôi hết rồi, ý tưởng lên hết rồi, tụi em tập vật rất là kỹ càng. Bây giờ anh vào, nếu mà anh thấy cái nào được anh duyệt giúp em nhanh. Ok. Dạ em mời anh ngồi. Ồ. Dạ. Dạ em mời anh ngồi. Ủa? Ngồi ở đây luôn hả? Ủa sao cơ sở vật chất công ty anh xong chống quên trong quắc vậy? Ô tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng. Anh cứ ngồi đi. Ngồi bằng cách nào? Anh cứ tưởng tượng là có ghế anh ngồi được rồi. Anh cứ ngồi vậy. Vậy tôi phải ngồi vậy luôn hả? Anh cứ ngồi vậy. Nếu mà anh cảm thấy không thoải mái thì bây giờ anh gác chân lên, anh cứ ngồi như em vậy là được. À thôi không phải khó quá thì bỏ anh ha. Mình cứ ngồi xếp bàn ở dưới. Dạ. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu coi sản phẩm nha anh. Ok. Dạ. Mấy đứa 2, 3 action. Hay lắm anh trời. Không sao đâu anh. Mày làm gì vậy? Cái này đâu có trong kịch bản. Mày làm gì sáng hôm sáng tôi không còn cho anh hả? Em ơi, đây khách hàng của em. Cái này gì hả? Anh không sao đâu anh. Em ơi, cái này anh lên anh nói trước rồi mà. Tại em để coi như em giúp anh một lần đi. Anh nói cho em nghe nè. Em có yêu anh không? Anh yêu em rất là nhiều. Bây giờ em không giúp anh, bây giờ người ta không ký hợp đồng là anh chết chắc đó. Anh yêu em. Em cũng yêu anh mà đúng không? Thì bây giờ em hy sinh cho anh đi, có mất mát cái gì đâu. Mình hở hang sao có mất mát cái gì đâu. Anh làm cái gì vậy? Giúp anh đi em. Anh làm cái gì vậy hả? Em là bạn gái anh mà. Tại sao anh đối xử với em như vậy hả? Tại sao anh chà đẹp em như vậy hả? Tôi lên Sài Gòn để kiếm tiền lo cho mẹ. Tại sao các người đối xử với tôi vậy hả? Tôi không thể yếu đuối như vậy được. Tôi phải mạnh mẽ lên. Bởi vì tôi có nước tăng lực ba sáu mặt. Ok không anh? Cái này được anh hả? Em có tăng cường diễn xuất của em vô nữa đó anh. Dạ. Nãy giờ mọi người đang diễn đó hả? Thôi, tụi em đang diễn đó. Dẹp đi. Đưa thân phận người phụ nữ ra đùa giỡn như vậy đó hả? Đó, anh bình tĩnh đi anh bỏ qua cho em đi anh. Anh cho em một cơ hội để anh ký hợp đồng với em. Em hứa ra làm còn nhiều ý tưởng hay lắm anh à. Ký cái con khỉ. Dạ thì sau khi anh ký xong em cho con khỉ vô trong cái tiết mục này luôn rồi được. Ký cái đầu của anh á. Dạ rồi ký đầu cũng được nhưng mà anh ký là được. Ý tôi nói là tôi không có ký hợp đồng với anh hiểu chưa?
anh nghĩ sao vậy hả? Bà Sáu Mập nè, bà bỏ tiền ra bà làm cái quảng cáo này, rồi bây giờ bên anh làm như vậy đó, rồi bắt cô vô, bà chấp nhận không? Bên anh là không chuyên nghiệp, không ký hợp đồng. Anh ơi, tôi em xin lỗi anh. Tắt nhạc, khỏi diễn. Anh, giờ sao anh? Còn sao nữa? Tụi mày không nghe hả? Không ký hợp đồng là không có tiền. Tao đuổi ba đứa mày. Anh Thành nào, tao biết lỗi được mà anh Thành. Đi. Anh nói vậy là không được. Cái lúc mà tụi em nghèo khổ, tụi em khó khăn, thì anh là người đứng ra giúp đỡ, cứu mang tụi em. Giờ sao tụi em đi được? Mày tưởng tao không muốn làm tốt hả? Nhưng mà tụi mình làm cái gì được? Cái điều quan trọng ở đây á là do tao bất tài. Tụi bay bên cạnh tao, tụi bay đói, tụi bay hiểu không? Đi hết đi, khỏi nói nữa. Tụi em đi rồi anh sao? Tao ở lại với bà Sáu Mập. Bà Sáu Mập, thật sự tôi không biết bà mập tới cỡ nào. Nhưng mà tôi nói thiệt với bà, cái sản phẩm của bà tôi suy nghĩ nhiều lắm rồi mà nó không ra một cái điều gì hết, bà hiểu không? Tại sao bà không cho tôi ý tưởng? Tôi đã cố gắng lắm rồi mà. Tôi ghét bà, hôm nay tôi uống bà. Bà Sáu Mập, tôi hối ngoài đời bà như thế nào, nhưng trong lon bà ngon dữ lắm. Ký hợp đồng. Ký. Tốt. Rất tốt. Quá hay. Quá hay đúng không chị? Quá hay. Đúng không? Đúng không? Công nhận không? Ba bạn hỗ trợ đó, đúng như là trong kịch bản các bạn á, có nghĩa là các bạn làm hết mình á, và ba bạn có duyên dáng mà hợp lý hợp lệ. Tôi nghĩ là cái này trời cho các bạn, cho nên buộc lòng dí dỏm phải được ký hợp đồng với bà Sáu Ốm. Anh Thành có một cái hay là khi mà nói những cái câu trong cái lúc nhạc bi, giọng buồn, nhưng mà cũng tạo được cho người ta một cái tiếng cười. Cái đó là khó lắm, không phải dễ. Thì anh có lời khen em. Quan trọng là ở đây anh thấy các em đi diễn với nhau rất là ăn rơ với nhau đó. Anh cũng ấn tượng với Long Hồ, bởi vì anh ít thấy có diễn viên nào mà bậm trợn ngầu như em, mà nó có một cái sự duyên dáng, nó dễ thương đến như vậy. Bây giờ nghệ sĩ Việt Hương cho điểm 9.5. Số điểm từ nghệ sĩ Chi Tài 10 điểm. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và số điểm của 100 vị khán giả tại làng hài đêm nay dành cho đội các bạn là 9.5 điểm. Xin được chúc mừng. Vậy là với chủ đề tiếp thị siêu đẳng, 4 đội chơi đã cùng gặp gỡ tất cả chúng ta rồi. Bây giờ sẽ là phần tham gia dự thi của 2 đội mà tuần trước họ lọt vào vòng nguy hiểm và bắt buộc phải chọn tình huống do giám khảo của chúng tôi đưa ra. Đó là một cái bệnh viện nhưng ồn như cái chợ, hoặc một cái chợ nhưng yên ắng như bệnh viện. Đội tiếp theo sẽ là đội Hồn Nhiên. Hồn Nhiên lựa chọn gì đây? Bệnh viện hay cái chợ? Ồn ào hay yên ắng? Chúng ta hãy cùng chào đón đội Hồn Nhiên. สวัสดีค่ะไม่ถอกถอกไม่อุ่นอุ่นไม่แล้วนะจบแล้ว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 แหน่ nói tiếng Việt đi chị là người Việt nha dạ ủa dạ dạ xin chào chị ơi dạ xin được trân trọng giới thiệu tụi em chính là Bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu Thái Lan. Dạ. Còn hai đứa em là đội ngũ nhân viên tư vấn hàng đầu của bệnh viện. Dạ ca. Chị qua đây với em nè. Dạ. Chị. Dạ thưa chị, tụi em có những đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên sâu, bác sĩ chuyên ngành.
các cái nghề là chuyên khoa. Bên cạnh đó là sẽ đào sâu nè nha, móc sâu nè, bới sâu nè, đặc biệt không để lại sẹo sâu. Chị nhìn thấy cái gu của bên em không? Dạ. Không có sâu đâu chị, mà xấu đó chị. Đúng rồi chị. Trời ơi. Chị em nói nghe chị. Mấy đứa ơi, chị nói nghe nè. Dạ. Nãy giờ chị chưa được thoại luôn á. Chị đây rất là phân vân. Sao không có biết sửa bên nào. Bên em. Dạ. Chị đã có cách. À, bây giờ chị sẽ hỏi ý kiến gấu của chị. Dạ. Hỏi ảnh chị. Bây giờ như vậy, dạ, chị sẽ thảy con gấu lên. Dạ. Bên nào mà chụp được thì dạ, chị sẽ làm. Dạ. Dạ. Chuẩn bị nha. Dạ. 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng với bạn. Cảm ơn. Hay quá. Chị đã làm xuất. Em ơi. Dạ. Em có được gấu hả? Dạ. Dạ. Giỏi lắm. Dạ. Giữ giùm chị. Dạ. Bên này vô sữa cho chị. Trời ơi. Không sao. Thua keo này, mình bài keo khác. Dạ. Có gì từ từ nói. Anh đừng làm như vậy anh ơi, em khổ lắm. Ê, có tiền có tiền em trả. Ê, buông ra tuột quần. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mày thử coi, cái này nó vọng vô đầu mày liền á. Mày ngon mày tuột cái quần tao xuống coi. Ai đây? Ủa, hai anh là ai vậy? Nhân viên tư vấn của cái bệnh viện thẩm mỹ. Ừ. Ai? Trời ơi, nãy giờ em tưởng chủ nợ dí em chạy quá trời. Tự nhiên ban vô trong này. Ai biểu thiếu nợ làm chi rồi bị người ta dí. Cuộc đời em là một chuỗi bi kịch. Làm gì bi kịch? Năm 1999. Trời ơi. Từ đôi bàn tay tắng này là em đã gầy nhận lên một số nợ. Trời ơi. Cho nên là trong giới giang hồ đang truy quét em. Trời đất ơi, vậy đã đáng rồi. Một ngày nọ, em đi ăn cháo lòng trong chợ. Bỗng nhiên, hai tên chủ nợ xuất hiện. Ê! Nói chuyện lòng vòng thiếu nợ em chịu trả hả mày? Không trả mày. Giang hồ không có bị 3D. Dạ, hai anh đó có một anh 3D anh. Ok, 3D đi. Sao? Dạ, chủ nợ tới đòi tiền em không trả. Chủ nợ dí em chạy. Ê! Em chạy. Ê! Em chạy. Chạy. Tới đường cùng. Tới đường cùng rồi anh ơi. Thôi chết rồi là thôi chết rồi. Thôi chết rồi là thôi chết rồi. Ủa sao chết anh? Thì đó. Trời, mày chạy tới đây đường cùng trời. Không chạy được nữa, hai thằng giang hồ nó quýnh mày chết. Không, em, hai anh giang hồ đó không dí kịp em. Và tới cuối đường cùng em rẽ sang một con đường mới của cuộc đời em. Rồi sao nữa? Giờ em gặp hai con chó. Rồi sao? Rồi sao? Gặp hai con chó anh. Sao? Hai con chó đâu? Chó dí em anh, dí em chạy. Em chạy. Thoát hai con chó. Thoát hai con chó rồi. Gặp lại hai giang hồ. Ê sao mày thiếu tiền ở trong lòng không có tiền trả hả? Em không trả tiếp giang hồ với em. Chạy được nào? Tốt rồi, gặp hai con chó. Em xây lại thì em gặp hai giang hồ. Ê có tiền ăn trong lòng mà không có tiền trả nợ hả mày? Bên đây giang hồ, bên kia hai con chó. Giang hồ. Ê tiền trả mày. Chó. Giang hồ. Tay đây. Làm sao mày trốn thoát được, mệt quá. Dạ, do anh giang hồ với anh chó mệt cho nên là em trốn thoát được. Trời đất ơi. Dạ. Nè. Tao không tin luôn. Nhưng mà chuyện chưa hết. Sao nữa? Em mới chạy thẳng ra cảng cát lái. Em phóng lên tàu, em qua bên Thái. Gặp hai giang hồ. Ê ra đi đây, thiếu tiền không trả mày. Giang hồ bên Thái anh. Rồi mày lọt ra lọt khe, mày lọt khu, lọt khung. Nó nói ghê quá, em không hiểu gì hết, em chạy. Ê, chạy, đừng chạy, chạy. Đừng có nói với tao là mày gặp hai con chó nữa nha. Không, em tới đây em gặp hai anh đó. Trời đất. Anh làm ơn cứu giúp cho cuộc đời em đi anh. Ủa thiếu nợ thì người ta đi vô chỗ đâu đó, tiện cho thẩm mỹ viện làm gì? Em dùng cái số tiền này để em phẫu thuật thẩm mỹ. Để em đi xù nợ. Thôi chết rồi là thôi chết rồi. Thôi chết rồi là thôi chết rồi. Ủa sao chết nữa vậy anh? Hát giùm tâm lý mấy thằng chủ nợ. Ừ. Mà nói nghe, tới đây
thẩm mỹ là đúng rồi, hãy qua bên em. An tâm, không phải qua bên em đây. Xin mời mở bên này, đây là ô cửa thứ nhất. Anh đừng lo, với dịch vụ chuyển giới của tụi em thì bây giờ anh nhìn đi. Vâng, chỉ cần em giải phẫu cho anh với một body 6 múi săn chắc như vậy thì chắc chắn không có một thằng chủ nợ nào dám đụng tới anh cả. Ủa, ai đây? Dạ, xin đi trí tài. Cái này mình tạ nó cũng lên được mà. Đúng rồi đó anh. Em nói anh nghe. Sao? Tự nhiên hơi đau quá, tự nhiên vô thẩm mỹ viện mà tập body 6 múi làm gì đúng không? Dạ xin mời qua bên em. Dạ đây. Dạ. Đây là người mẫu đại diện gương mặt cho bệnh viện của chúng em. Ồ, ai đây? Dạ, Lâm Chi Tài, Hoa hậu của Thái Lan. Má, tôi có 6 người con gái, có mình tôn trai à hả? Thì đúng rồi, anh ơi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên tao đang con trai vậy, tự nhiên không kêu ta chuyển giới. Thôi, anh phải qua bên em, biết không? Anh phải qua bên em. Hai anh im đi. Dạ. Dạ, vậy anh muốn gì anh? Anh muốn gì? Em muốn sửa cái gương mặt của em cho chủ nợ không nhìn ra. Bây giờ bộ phận PR ở đây ai cũng tốt hết. Dạ. Bây giờ em ấy, bây giờ em có con gấu. Dạ hả? Nữa dạ. Bây giờ là bây giờ anh phải phổ biến, anh nói đúng chính xác cái luật của trò chơi này là thế nào nè. Dạ, là ví dụ như quăng con gấu xuống, lượm được con gấu là vô sửa hay là giữ giùm gấu? Giữ giùm gấu. Không, lượm con gấu này là em vô sửa chứ không là ăn sữa con gấu. Ai biểu anh không chịu nói sao chứ? Đợi đợi em, đợi em. Mấy chị ơi. Mấy chị ra đây. Dạ. Ủa vậy? Cái gì vậy? Dạ chị, lượm gấu. Dạ. Lượm gấu. Thì này lượm được là sữa. Bây giờ em thả nha mấy anh. Dạ. 1 2 3 Hey. Dạ. Em chưa thải luôn á mấy anh mấy chị. Em chưa thải luôn á. Mà sợ gì, nếu mà em có thải em thải con đâu chụp ra 4 con vậy. Mấy anh chị phi lý quá. Nhưng mà em nghĩ là những người phi lý như vậy sẽ làm được những điều rất là phi thường. Làm cho em đi. Làm cho em đi. Ủa làm gì anh cười dữ vậy? Tôi đang khóc á. Ủa là sao? Tụi này nè, nó vô đây, nó chức tôi nè, cái mặt tôi có hồn quá mà. Sao mà hư hết trơn, bên em mới vừa nhận một ca sáng nay, làm bao đẹp luôn đây nè. Con tôi nè. Đó, thấy chưa? Em nói anh nghe, đó, cái mặt của chị á. Trời ơi, hú hồn chưa? Hú hồn. Cái gì vậy? Bảy giờ. Mẹ sao vậy? Lúc người ta đi vô lồng lộng như mặt trời, bây giờ đi ra như cái mặt trận vậy là sao? Trời đất ơi, đó mất mới mà làm cái mặt tày quay vậy trời ơi. Bên kia không? Đó, cái mặt đơ như cái cơ. Mặt vẫn đẹp. Ôi trời, đau quá. Đuôi mà anh ơi, bên đó. Hay quá. Vậy là tôi chạy vô đúng bệnh viện rồi. Hả? Bây giờ làm cho tôi xấu thì người ta sẽ không nhìn ra tôi. Dạ anh ơi, bây giờ em xin nói thiệt với anh là cái mặt của vị khách này đơ là do em, hồi nãy em vô em chích thêm 10cc cho nên cái mặt nó mới đơn vậy. Dạ do em, do tôi. Ôi chị ơi, vậy là mình hết cũng phải ấy nấy ca bên kia rồi chị. Đúng rồi, hồi nãy hả chị đã len lén vô trong đó, chị dặm thêm cái môi của bà tè le như vậy. Cái bệnh viện gì mà người sửa người phá không chấp nhận được. Mà hai người kia bước qua đây, cái gì vậy? Xin lỗi mấy người nha, tôi là không có trốn nợ gì hết. Chết, nghi rồi. Cái gì vậy? Cầm. Bệnh viện thẩm mỹ của ba tôi bệnh, lát qua tôi phục hồi lại cho. Miễn phí. Không hết năm, cái tạo hình của tôi quá đẹp. Đó. Hôm nay tiểu phẩm của nhóm Hồn Nhiên xuất sắc bước qua vòng nguy hiểm. Anh không biết rằng mấy tuần trước các em diễn như thế nào để cho rơi vào vòng nguy hiểm, nhưng mà hôm nay khi anh xem anh thấy hoàn toàn nó quá dễ thương đi. Cái điều nó hết sức phi lý, nhưng mà các em tin cái vụ mà làm ăn cướp xong là con chó ăn cướp chó cướp làm hoài á. Nó nhây thiệt nhây mà nó vui thiệt vui. Anh thì anh thích hai cái ông tư vấn này nè, ba người nữ ở đây mà ba người đều dễ thương, mà anh thương nhất là cô mặc áo xanh đó. Đẹp nhân vật lắm. Em mít cấp theo tiêu chí là gu bạn gái của anh Chí Tài. Và bây giờ sẽ là lúc các bạn xem các bạn có bao nhiêu điểm từ nghệ sĩ Việt Hương. 9.5 liền. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Một
500 khán giả tại làng hài đêm nay đã dành tặng cho đội Hồn Nhiên số điểm là 9,6 điểm. Xin chúc mừng. Trước khi chào đón đội chơi tiếp theo thì trưởng làng Đình Toàn cũng muốn nhắc nhở lại cho các đội biết là đêm nay là một đêm đặc biệt, bởi vì đội có số điểm cao nhất sẽ có cơ hội nhận được 100 triệu đồng. Và cũng không hiếm trường hợp đội lọt vào vòng nguy hiểm ở đêm trước nhưng đêm nay lại vùng lên và nhận được số điểm thật cao và nhận được số tiền thưởng tuần của chúng tôi. Vậy thì đội tiếp theo, một đội lọt vào vòng nguy hiểm, có làm được điều đó hay không? Hãy cùng chào đón VTTM. Không, không. Không, 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 không. Không, không, không. Tại sao lại giống như vậy? Không, không, không. Vô, vô, vô. Sao tao ghét con bóng Thái Bình Dương này dễ sợ luôn á. Ngày nào nó cũng ra nó đứng nó nhảy hai cái nó đứng nó thở hai phút. Xí gì mày, xí gì mày? Tao nói đúng là mày xí. Tao nói cho mày biết nha, cái chỗ này là cái chợ chứ không phải chỗ cho mày ra mày tập thể dục nha. Cái này là cái đường đi chứ bộ. Ai nói mày cái đường đi? Cái đây là nhà của chú Tám. Chú cho mọi người đi ra đây họp chợ. Tao buôn bán chứ cái công viên nào mà đường đi. Muốn nhảy vậy phải không? Đi ra mà kia nhảy. Khó khăn quá. Ê ê ê, ê. Mày làm gì đó? Đốt phong lòng. Mày đốt cho trái nguyên cái chợ hả? Đốt phong lòng phải không? Ra mà kia đốt. Trời đất ơi, cái chợ mà làm như phố đi bộ vậy, bê đê quá trời bê đất à. Ơi, anh ơi, anh chỉ nó đốt chỗ nào mà nổ cái đùng kìa. Bà Tư bán xăng. Rồi có sao không? Trời ơi, bay bay bay, bà tự quy định nó lên thiên đường luôn kìa. Anh ơi, hả? Ủng hộ giùm cái thịt đi. Xin lỗi, này tao ăn chay. Chị Chính. Rau nhiên bó và cưng. 10.000 bó à? 9.000 được không? Trời, có 1.000 cũng trả giá nữa. Quỷ không biết gì hết trơn á. Chị tên Chính, chị thích số 9. Tao kêu mày lấy 9kg rau chứ không phải là 9 loại rau. Trời ơi, chế nghĩ sao vậy chế? Chế đưa tôi có 9.000 đòi 9kg rau sao được? Thôi mệt quá, lát về làm rau 9 món. Anh Chính. Vậy cậu Chính. Cậu Chính. Con này nha, mày kêu ba tao bằng chị một cái là gia đình mày bị tanh tay hả? Quên. Chị Chính đẹp. Mới nói cái gì? Đẹp. Chính thích đẹp. Ủng hộ gì cái thịt đi. Thịt nhiêu ký vậy? 80.000. 79 được không? 80.000 giá nữa. Trời ơi, tôi tên 9, chồng tôi tên 7, hai vợ chồng 79. Bán luôn. Rồi rồi, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Ê, tiền. Mua có bao giờ trả tiền đâu. Thiếu. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, tình em, trời ơi. Tình em, tình em, tình em. Im lặng đi, ổng kêu im lặng thì im lặng đi. Cái chợ người ta mà ồn ào, ổng đuổi ra khỏi bán rồi bây giờ. Mày ồn nhất hết thằng ông nội. Tôi muốn báo cho mọi người nghe một tin cực kỳ là buồn. Tôi bị bệnh sắp chết. Hả? Bác sĩ nói là giờ yếu lắm rồi, phải cách ly với tiếng ồn. Mọi người mà ồn ào quá là tôi sẽ đi sớm. Thiệt không? Thiệt, mọi người hãy nhìn qua cái cây này đi. Cái cây này giống như là cái body tôi. Còn cái lá giống như là cái tính mạng tôi. Lá rớt xuống đất là tôi lìa cành. Hiểu chưa? Là sao, là sao? Ví dụ như là có một tiếng ồn tôi yếu và lá rớt chừng đó. Có hai tiếng ồn lá rớt và tôi yếu chừng đó. Có ba tiếng ồn lá rớt xuống đất và tao lìa đời.
tao vẫn chưa chết. Ủa sao chú nói lá rớt xuống là chú lìa đời? Tao minh họa cho tụi mày dễ hiểu thôi. Thiệt luôn. Bây giờ không thể để cái lá nó gần cái đất như vậy được, phải kéo cái lá lên. Mọi người hãy hướng về cái lá giống như là trân trọng tính mạng của tôi. Bắt đầu kéo lá. Ngồi nhìn chiếc lá dùng giới theo cội nguồn. Lá rơi, lá rơi, lá rơi, lá rơi, lá rơi, lá rơi. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm với tôi. Bây giờ tôi biết đây là cái chợ, nhưng mà mọi người phải làm sao để cho cái chợ nó lặng lẽ như cái bệnh viện. Thứ nhất là để cho tôi tịnh dưỡng, thứ hai là để cho đúng với chủ đề của ngày hôm nay. Mọi người nhớ chưa? Dạ. Cảm ơn mọi người đã hợp tác với ban tổ chức. Dạ, bây giờ chủ đề cái chợ lặng lẽ như bệnh viện xin được phép bắt đầu. Chính vì chủ đề cái chợ lặng lẽ như bệnh viện nên người bán sẽ là bác sĩ, còn người mua đương nhiên là trời ơi, nó đang ở cái bệnh viện hay là cái chợ vậy? Vậy thì đúng chủ đề rồi. Mọi người phải giữ im lặng như vậy, phải giữ im lặng đến cái mức mà chúng ta có thể nghe được tiếng ruồi bay ngang qua. Đến cái mức mà chúng ta có thể nghe được tiếng muỗi vo ve. Vo ve, vo ve, vo ve. Tám, tám. Chú Tám, sao nó làm bằng miệng kìa? Tại vì ọt không có tiếng đó. Ê, đừng có đập. Mày đập là gây nên tiếng ồn, tao sẽ chết. Mày để cho nó hút máu mày đi. Chết đi mày. Ê, mũi, mũi, mũi. Mới hút máu chị phải không? Ừ. Bóng đi. Dạ gì, dạ gì, dạ gì. Đúng rồi. Cảm ơn mọi người đã hợp tác với tôi. Dạ. Bây giờ mọi người phải giữ im lặng. Chừng nào mà cái lá này nó lìa cành và tôi lìa đời luôn, hiểu chưa? Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Ủa sao hôm nay cái chợ im lặng quá vậy ta? Trời ơi, trời ơi, cái lá nó lúc đứa nào nói to vậy? Trời ơi, thằng Phúc điếc, thằng Phúc điếc. Ra bịt miệng nó lại đi. Dạ. Mày bịt miệng chứ sao mày bịt cái gì của nó vậy? Dạ. Em xin lỗi, cái tài hư, cái tài hư. Ủa sao bịt miệng tôi vậy? Trời ơi, cái lá nó rớt xuống rồi. Mày, tụi bay lại kéo cái lá lên giùm tao lẹ lên. Kéo cái lá không tao chết liền. Chính mày nói nhỏ nhỏ thôi chứ không là cái lá rớt là tao sẽ chết. À, chú ăn bò bít tết. Trời ơi, kéo cái lá lên lẹ lên, kéo cái lá lên. Mày đi qua đây tao nói mày nghe nè. Bây giờ tao nói mày nghe. Cái lá này khi mà mày nói ồn quá là cái lá sẽ rớt xuống và tao sẽ chết, mày hiểu chưa? Đây trong phim trường làm gì có mưa. Thằng ông nội đây nè, cái lá nè. Chừng nào mày nói lớn là nó rớt xuống đất là tao sẽ chết, mày hiểu chưa? Hiểu. À, tao tự sát luôn rồi. Trật tự nghe tôi nè, dạt qua hết bên đây. Dạt quá, dạt quá. Mọi người nhìn đi, đây là cuốn tiểu thuyết gì? Cái lá cuối cùng. Đó, ổng đọc cái cuốn tiểu thuyết này, ổng tưởng ổng là trong cái nhân vật đó đó, ông Nhiễm đó. Chứ ổng đang khỏe mạnh chứ có chết gì đâu. Chú Tám. Tao chết rồi, để cho tao an nghỉ đi. Trời ơi. Ủa mày bị vậy? Ủa tao vẫn còn sống hả? Tao đã hồi sinh rồi. Trời ơi, chú có chết gì đâu, chú đang khỏe mạnh mà chú. Không, dạ mày, tao đọc cái cuốn tiểu thuyết này xong tao thấy tao ốm yếu trong người lắm. Trời ơi, chú là chú đang ám ảnh cái nhân vật trong đây nè. Chú đang khỏe mạnh vậy nè, làm gì mà có vụ ốm yếu, đúng không mọi người? Đúng rồi. Dạ mày, tao yếu lắm, tao thấy cái khung cảnh y chang như trong cuốn sách này, tao sợ lắm. Trời ơi, khổ quá, bữa giờ chú đi khám tổng quát chưa? Chưa.
Rồi bây giờ con quyết định vậy đi. Hôm nay nguyên cái chợ mình nghỉ. Đó, cái mình chở chú Tám vô bệnh viện khám tổng quát cho chú Tám yên tâm. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Mà mọi người ơi, đưa tôi đi bệnh viện thì nhớ đưa vô cái bệnh viện gì mà nó ồn ào như cái chợ cho nó vui nha. Cái gì vậy? Chủ đề đó là của đội hồn nhiên mà. Mày bonus thêm nó mới sốc chứ. Mời các bạn bước lên đây. Xuất sắc, quá hay tiểu phẩm, quá hợp lý cho tình huống chúng tôi đưa ra. Dễ thương, duyên dáng. Chúc mừng các bạn. Các em diễn đó, nó chân thật, nó dễ thương ghê lắm. Ai anh cũng thấy một cái lửa nghề trong đó. Đó là cái điều rất là quan trọng khi chúng ta đứng lên sân khấu. Và trong cái tiểu phẩm này thì anh thấy rằng ngoài những nhân vật chính là những nhân vật trung tâm, ví dụ như là Nghị nè ha, hay là Linh nè ha, đó thì tất cả những bạn còn lại, bạn nào cũng làm rất tốt cái vai trò của mình. Xin chúc mừng tất cả các em. Nói chung là 10 điểm tôi dùng nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Chí Tài. 10 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và số điểm của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội bạn là 9,7 điểm. Xin chúc mừng. Đến giờ phút này thì trưởng làng Đình Toàn tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cả 6 đội, bởi vì các bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Và chúng ta biết đêm nay sẽ có một đội được 100 triệu. Sẽ có 2 đội lọt vào vòng nguy hiểm. Đội có số điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa là 9,5 điểm. Tổng điểm là 38,6 điểm. Đội Hồn Nhiên, một đội có số điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng là 9,5 điểm. Tổng số điểm là 37,3 điểm. Xin mời nhóm Tỷ Muội. Hai đội bạn là hai đội an toàn cho tuần sau. Và bây giờ chúng ta còn lại ở trên sân khấu 4 đội. Chắc chắn có một đội nhận 100 triệu. Và có 2 đội các bạn sẽ phải vào vòng nguy hiểm và phải xử lý tình huống do giám khảo chúng tôi đưa ra. Đầu tiên, xin được chúc mừng một đội sẽ có số điểm từ khách mời Đại Nghĩa là 10 điểm. Tổng số điểm là 39,7 điểm. Một đội có số điểm từ giám khảo Đại Nghĩa cũng là 10 điểm. Và tổng số điểm của các bạn là 39 điểm. Đội sẽ nhận được 100 triệu trong đêm nay, đó chính là VTTM. Đội Dí Dỏm, các bạn đang có 39 điểm và ở vị trí thứ nhì. Và chúng tôi trân trọng mời lên sân khấu nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ cùng trao tặng cho các bạn phần thưởng là 100 triệu đồng từ chương trình Làng Hài Mở Hội. Và chúc mừng VTVM, các bạn hãy giữ phong độ như thế để đi suốt chương trình cùng với chúng tôi các bạn nhé. Những người còn lại, các bạn biết, các bạn chắc chắn sẽ là hai đội lọt vào vòng nguy hiểm. Đội Đồng Dao, các anh chị có số điểm từ giám khảo Đại Nghĩa là 9 điểm. Và tổng số điểm là 36,6 điểm, các anh chị đang giữ vị trí thứ 5 của chương trình. Và Đại Gia Đình, các bạn cũng có điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa là 9 điểm, nhưng tổng điểm các bạn là 35,6 điểm và các bạn đang ở vị trí thứ 6. Điều gì đang chờ đợi chúng ta? Đó chính là tình huống mà các giám khảo chúng tôi sẽ đưa ra cho cả hai đội đêm nay. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. Việt Hương sẽ đưa chủ đề là xây dựng một tình huống dựa trên bài hát Chữ Tình. Tình huống còn lại, chúng tôi muốn mời nghệ sĩ Chí Tài. Tôi sẽ đề nghị cái tình huống gọi là nhạc sôi động.
Nếu như giới nghệ sĩ Việt Hương thì tình huống một bài hát trữ tình thì chúng ta có điều gì để thể hiện ở trong đó? Tại vì bài hát trữ tình á, cốt của bài hát trữ tình nó đã có nhiều cái để diễn ở trong đó rồi. Và quan trọng là đâu phải sử dụng một bài hát trữ tình đâu, chúng ta có thể lắp nhiều bài vô trong một cái tiểu phẩm. Chủ đề chúng ta là cái gì? Làng hài mở hội, ta phải vui vẻ, thấy không? Thì nhạc sôi động nó dễ vui. Sôi động nó dễ vui. Suy nghĩ đi. Và bây giờ là sự lựa chọn của cả hai đội trong đêm nay. Xin mời. Đại gia đình đã quyết định lựa chọn một khúc nhạc trữ tình, trong khi Đồng Dao lại lựa chọn nhạc sôi động. Quý vị khán giả thân mến, điều gì sẽ xảy ra ở tuần sau và với tình huống vừa rồi thì các đội sẽ xử lý ra sao? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện. Tin Toàn xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.